Việt Nam. Rất tốt, nhâm Mạnh Dũng. Cú dứt điểm này của nhâm Mạnh Dũng không vào. Một tình huống bỏ trôi hậu vệ đối phương và nhâm Mạnh Dũng đã đưa ra một lựa chọn cực kỳ táo bạo. Thì bên phía U23 Malaysia có tới 6 cầu thủ đến từ câu lạc bộ Selangor. Và hai gương mặt tới từ Jodarun Tajim, câu lạc bộ nổi tiếng nhất của bóng đá Malaysia. Theo giờ địa phương thì trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ chiều.